gặp rồi, gặp ông già Noel, nhưng mà có vẻ như ông già Noel mình đóng không hợp lắm. Vì ông già Noel theo cái tưởng tượng của mình nó phải có cái bụng thật là to cơ. Nhưng mà hôm nay mình mặc bộ này thì mình thấy một cảm giác có gì đó rất là lạ. Nhưng mà được đến đây để được trao quà cho các em nhỏ, nó rất là ý nghĩa đối với mình. Cậu bé thì như tất cả các em thôi, suy nghĩ đều mong muốn là được gặp ông già Noel thực sự. Thì để nó gặp ông già Noel thực sự thì nó điều rất là khó. Tuy nhiên thì với những người khi là những cậu bé như các em nhỏ hiện tại thì được gặp ông già Noel hóa trang như thế này cũng là điểm rất là vui. Có thể gặp những các anh mà các em hâm mộ thì cũng đó là điều rất là vui đối với cá nhân các em nhỏ. Trang này ông già Noel mang những món quà rất là ý nghĩa đến cho các em. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.